Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức mùng 5 Tết âm lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Nông dân Lâm Đồng ra đồng đầu xuân mới với khí thế vui tươi, kỳ vọng vào một mùa vụ bội thu. Đón Tết giữa trùng khơi của những người lính Trường Sa. Hoa Đà Lạt khoe sắc cùng đón xuân mới nơi đảo xa. Hơn 700 mã vùng trồng sầu riêng được xuất sang Trung Quốc. Trao sổ bảo hiểm xã hội cho người nghèo, lao động thu nhập thấp trong dịp đầu năm mới là món quà quý cho người lao động, giúp nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 5 Tết âm lịch. Phong tục ra đồng sản xuất đầu năm để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt trong cả năm là điều quan trọng đối với người nông dân. Sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm với khí thế vui tươi, kỳ vọng vào một mùa vụ bội thu. Những ngày đầu năm, trong khi nhiều người vẫn còn du xuân, thì nông dân Lâm Đồng đã ra đồng thăm vườn tược và chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Ngay từ sáng sớm, anh Phạm Văn Cường ở phường 8 thành phố Đà Lạt đã có mặt trên mảnh vườn của mình để chăm sóc cho vườn cần tây vừa xuống giống. Cũng như mọi nông dân khác, năm mới anh luôn hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Năm mới này thì năm con rồng thì cũng cầu mong sao là được hơn năm cũ. Từ năm vừa rồi làm thì nó cũng thất thu quá. Thì qua năm mới thì cũng cầu sao như là nhà vườn làm có thu nhập nó cao. Qua năm mới này như là cầu chúc là được làm ăn giá cả nó tốt hơn là năm cũ. Cũng như anh Cường, ông Bùi Văn Trang cũng ra thăm vườn những ngày đầu năm, chăm sóc vụ rau, dự định sẽ thu hoạch trong vài tuần tới. Sau một năm khó khăn, ông mong muốn năm nay sẽ có nhiều thắng lợi hơn. Ngày đầu ra thăm vườn rồi tưới cho cây rau. Hy vọng là cây rau nó phát triển tốt, một năm mới thành đạt và làm ăn được. Cuộc sống của nông dân Đà Lạt thì cũng mong sao là có cái hướng để phát triển cây rau nhưng mà có cái lối ra cho nông dân. Không chỉ nông dân thành phố Đà Lạt, nông dân các huyện phía Nam cũng tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông xuân để bắt đầu một năm mới với hy vọng mọi việc luôn suôn sẻ, người nông dân có một năm mới ấm no, mùa màng bội thu. Nói chung là cũng đạt được. Thành tốt được những năm mà có vụ thì tốt được. Thì bây giờ là mình cứ cùng nhau là xả đồng loạt vậy là đến lượt là cắt nước về đi cho nó luân phiên cho nó đủ làm đồng trà công vụ. Dù nắng hay mưa, mùa thuận hay mùa nghịch, với bản tính cần cù, chịu khó, người nông dân Lâm Đồng luôn lạc quan và cần mẫn trên cánh đồng của mình. Với tư duy luôn học hỏi, áp dụng các hình thức canh tác tiên tiến vào sản xuất, nông dân Lâm Đồng đã và đang có những bước tiến nhảy vọt về trình độ sản xuất qua từng năm. Năm nay, mong ước của người nông dân đầu xuân gói trọn trong hy vọng chung của mọi nhà nông là bông cây xanh lá tốt, mùa màng bội thu. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, đón Tết giữa trùng khơi của những người lính Trường Sa. Hoa Đà Lạt khoe sắc cùng đón xuân mới nơi đảo xa. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về Trường Sa, một nơi rất xa đất liền về khoảng cách địa lý, nơi được coi là phên dậu của Tổ quốc, là nơi có thể cảm nhận rõ nhất hai tiếng thiêng liêng trong trái tim của triệu triệu người con đất Việt. Với hình ảnh những người lính đang ngày đêm cống hiến, thậm chí chấp nhận hy sinh để giữ bình yên của đất nước. Ở những nơi xa đất liền hàng trăm hải lý, xa hậu phương, xa gia đình, những chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng có cách đón chào năm mới rất riêng. Với họ, vui xuân mới nhưng không để Tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Đảo An Bang là một trong những đảo cấp 3 khó tiếp cận. Không có âu tàu để cập, cũng không thể neo xuồng gần bờ. 20 chiến sĩ khỏe mạnh, thiện chiến, giỏi bơi lội, có trách nhiệm kéo xuồng và bãi cát bao quanh đảo, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Bằng cách đó,
hàng hóa, nhu yếu phẩm ngày Tết đã đến được An Bang. Bên cạnh vinh dự được đón đoàn ra chúc Tết, chỉ huy đảo cũng đã lên kế hoạch vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ từ rất sớm. Bắt đầu từ những tuần giáp Tết, chiến sĩ sẽ có thêm nhiệm vụ mới là chăm sóc, trang trí nơi ở, nơi làm việc của mình để đón Tết sắp đến. Niềm vui, niềm tự hào đang ngập tràn nơi đất đảo bốn bề sóng vỗ. Cái hình ảnh ở cột mốc chủ quyền ở trên từng đảo, không chỉ đảo An Bang nói riêng mà quần đảo Trường Sa nói chung, thì cái đó là giống như là một biểu tượng về khẳng định cái chủ quyền biên giới trên biển của quốc gia chúng ta. Nên là mỗi khi bắt gặp cái hình ảnh này qua trên học tập huấn luyện đi ngang qua thì trong tôi rất là lấy làm tự hào, và vì mình đang được học tập công hiến ở nơi đầu sóng ngọn gió, và đó là một trách nhiệm không chỉ cá nhân tôi mà là các đồng chí thực hiện nhiệm vụ trên đảo, để làm sao đó là tiếp tục cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện để giữ vững chắc tay súng và góp phần vào sự bình yên của Tổ quốc. Tại nhiều đảo, do điều kiện hạn chế về không gian, diện tích, nhưng không phải vì thế mà các hoạt động vui xuân đón Tết không rộn ràng, phấn khởi. Những người lính đảo cùng nhau chia sẻ quà Tết, trò chuyện, đàn hát. Có người đã quen với việc đón Tết ở đảo xa, nhưng cũng có những chiến sĩ lần đầu xa gia đình, đón Tết ở đơn vị mới, vùng đất mới. Nhưng Tết ở đảo vẫn trọn vẹn theo một cách riêng. Tại một nơi xa xôi với đất liền thì những chương trình hái hoa dân chủ đón Tết cùng với toàn bộ các đồng chí, đồng đội thì làm cho không chỉ bản thân tôi mà tất cả các đồng chí ở đây đều cảm thấy cái hương vị, đều có hương vị của Tết cổ truyền của dân tộc. Tôi cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được canh giữ nơi tuyến đầu Tổ quốc để nhân dân cả nước nói chung và người thân của tôi được bình an đón Tết xung vầy. Quà Tết từ đất liền đã tới với các đảo, tới với những người lính đảo. Kèm với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức để động viên tinh thần các chiến sĩ yên tâm công tác, để đảo thêm tiếng cười và cũng để họ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Trong đất liền, chúng tôi có gia đình, người thân, bạn bè ở ngoài nơi đảo xa. Đảo đất Tây chúng tôi là đảo đông dân. Chúng tôi rất quan trọng và quan tâm đến cái tình cảm quân dân, thăm hỏi, nhất là những ngày lễ Tết. Đối với cán bộ chiến sĩ đang công tác ở đảo, đặc biệt là những ngày Tết, thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, thì chúng tôi có cái chính sách hàng năm cho những gia đình quân nhân đang công tác thực hiện nhiệm vụ Tết ở đảo. Ngoài ra thì trong những ngày Tết thì chúng tôi thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy các cấp điện thoại về thăm hỏi, chúc Tết đến gia đình 100 quân nhân trong những ngày Tết. Ở nơi quanh năm bốn bề sóng vỗ, các chiến sĩ đã vượt lên điều kiện khắc nghiệt để bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Vui xuân mới vẫn không quên nhiệm vụ, dù ngày Tết hay ngày thường, những bước chân vẫn in dấu trên cát để bảo vệ chủ quyền dân tộc và khát vọng hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những giống cây đặc hữu có phần xanh hóa Trường Sa như bàng vuông, tra, mù u, phong ba, bão táp, có sức chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Những năm gần đây, đảo Trường Sa được tô thắm thêm bởi nhiều màu sắc rực rỡ của các loài hoa lan. Và điều đặc biệt, những chậu hoa này do Hiệp hội Hoa Đà Lạt gửi tặng đến các đảo. Sau khi chưng Tết, cán bộ chiến sĩ ở đây đã dày công chăm sóc để những bông hoa ấy lại tiếp tục nở rộ, khoe sắc đón xuân. Trong cái nắng, cái gió khắc nghiệt, cộng thêm hơi biển mặn giữa muôn trùng biển khơi, những loài hoa phong lan từ Đà Lạt vẫn vươn mình khoe sắc ở đảo xa. Ở nơi không có điều kiện thuận lợi về khí hậu và thời tiết như Trường Sa, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã tìm cách khắc phục. Các giò hoa lan được treo trong nhà lưới bao quanh, phía dưới là bể gạch men, luôn có nước để tạo độ ẩm. Các nhà lưới trồng hoa lan được dựng lên nép bên góc nhà hoặc là dưới các tán cây lớn để tránh gió và hơi mặn từ biển. Nhờ sự đam mê và bàn tay khéo léo chăm sóc, nâng niu của các cán bộ chiến sĩ, những giò lan đã dần thích nghi với môi trường mới. Các giò lan này thường xuyên được dùng nước ngọt để tưới, xịt rửa hơi mặn bám vào cây. Cứ như thế, qua mỗi mùa, các giống lan hồ điệp, phi điệp, quế lan, giả hạt, vốn là những giống lan khó tính, đã được nở hoa, khoe sắc. Những năm qua, thì đối với Hiệp hội Hoa Đà Lạt, đã quan tâm tạo điều kiện gửi những cái món quà
của sản phẩm từ Đà Lạt đến với các đảo trên quần đảo Trường Sa, đặc biệt đối với đảo Trường Sa lớn chúng tôi. Thì sau khi được tặng những cái giỏ lan thì sau đó chúng tôi đã phát huy cái nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chúng tôi đã tổ chức trồng, chăm sóc. Trong đó thì chúng tôi đã làm một cái vườn lan thanh niên. Hàng ngày thì chúng tôi tổ chức các lực lượng chăm sóc và tưới tắm. Rồi mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Trường Sa khác với đất liền, nhưng mà không phải vì thế mà chúng tôi không trồng được lan. Qua các năm thì lan chúng tôi đều xanh tốt, và qua các đoàn ra thăm và kiểm tra đảo thì đều đến và thăm và khen ngợi về cái sức sống mãnh liệt của lan ở trên đảo Trường Sa. Như vậy là khẳng định rằng là lan vẫn sống được trên Trường Sa với sức sống, với cách thức, với tổ chức của chúng tôi, với cái gắn bó của chúng tôi đối với những cái giỏ lan của đảo Hoa Đà Lạt. Đến nay, hầu khắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hoa phong lan đã trở thành loài hoa khá phổ biến. Đảo ít cũng có một dàn, đảo nhiều thì có từ 3 tới 4 dàn hoa lan. Công việc chăm sóc hoa lan mỗi ngày được giao cho các đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn trên đảo đảm nhiệm. Như thông lệ, đầu năm 2024, trên các chuyến tàu chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và quà Tết từ đất liền ra 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng gửi tặng 600 chậu hoa lan để cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa trang trí đón Tết. Ở đất liền, những bông hoa khoe sắc đã quý. Nơi đảo xa, những bông hoa từ phố núi được chăm sóc, che chắn kỹ lưỡng, chờ ngày nở hoa lại càng đáng quý. Có duyên được đi Trường Sa và may mắn được đi Trường Sa vào năm 2017, thì khi đo thực tế ngoài đó thì chúng ta thấy là rất nhiều loại cây trồng phù hợp với loại ngoài đảo, và chúng tôi cũng mong muốn là có những cái loại hoa của Đà Lạt chúng ta được phát triển ngoài đảo, cũng như là được cùng các cán bộ chiến sĩ và nhân dân ngoài đảo đón Tết. Thì sau khi đó chúng tôi quyết định là Tết năm nào cũng gửi khoảng tầm 800 đến 1.000 chậu hoa lan hồ điệp mà nó phù hợp với điều kiện khí hậu ở đó, ra 33 điểm đảo và 15 nhà vàng của chúng ta. Thì các loại hoa đó cũng đã phát triển rất là tốt. Thì chúng tôi mong muốn là khi cán bộ chiến sĩ ở xa gia đình thì đang canh các chủ quyền thiên nhiên của Tổ quốc, thì có những bông hoa thì thấy đất liền nó gần hơn, và đặc biệt là hoa lan Đà Lạt của chúng ta. Và những bông hoa này để thường xuyên ra hoa thì nó cũng sẽ góp phần làm cho đảo xanh sạch đẹp hơn. Đó là một tình cảm của đất liền hướng về Trường Sa. Giờ đây ở quần đảo Trường Sa, bên cạnh màu xanh của cây bàng vuông, phi lao, mù u, phong ba, bão táp, những giò phong lan mang hơi ấm từ thành phố ngàn hoa Đà Lạt với sức sống mãnh liệt đã vươn mình, hiên ngang khoe sắc nơi đầu sóng ngọn gió, là động lực để những người lính yên tâm canh giữ vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nội dung chính phần tin trong nước. Hơn 700 mảng vùng trồng sầu riêng được xuất sang Trung Quốc. Trao sổ bảo hiểm xã hội cho người nghèo, lao động thu nhập thấp trong dịp đầu năm mới là món quà quý cho người lao động, giúp nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế. Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố. Việt Nam hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu. Trong đó có 708 mã số vùng trồng được cấp phép. Về cơ sở đóng gói, hiện có 22 địa phương có mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Trong đó Tiền Giang là địa phương có số lượng mã số cơ sở đóng gói nhiều nhất với 67 mã số. Cần Thơ, Tây Ninh và Hậu Giang mỗi địa phương có một mã số. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, ngoài việc giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, còn đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thể hiện trách nhiệm trong sản xuất của nước xuất khẩu. Vào năm ngoái, trái sầu riêng đã mang về 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam, tăng khoảng 5 lần so với năm trước đó. Tiêu chí xanh là một bộ nguyên tắc tự nguyện về giảm phát thải carbon trong toàn chuỗi sản xuất một sản phẩm. Đây cũng là xu hướng tiêu dùng tại các nước có nền kinh tế phát triển, trong đó có thị trường EU.
Với cơ chế này, các ngành hàng xuất khẩu trong nước buộc phải dần thay đổi công nghệ sản xuất, cũng như đáp ứng được nguồn nguyên liệu sản xuất ngày càng khắt khe. Bên cạnh đó là các yếu tố về đảm bảo quyền lợi người lao động. Là một trong những ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu, chế biến gỗ và lâm sản trong nước thời gian qua đang có sự chủ động đầu tư theo chiều sâu nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ các thị trường khó tính. Gỗ phải có nguồn gốc hợp pháp, nếu xuất phát từ rừng trồng thì phải được chăm sóc, bảo vệ theo một quy trình khá nghiêm ngặt và được cấp chứng chỉ. Quá trình sản xuất phải đảm bảo môi trường cũng như hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch. Đó là hàng loạt tiêu chí đặt ra cho mặt hàng gỗ nếu muốn xuất khẩu đến một thị trường khó tính, trong đó có các nước EU những năm tới. Trong số này, tiêu chí nguồn gốc gỗ và quy trình sản xuất phải đáp ứng giảm phát thải là những yếu tố quan trọng nhất. Năm 2024, trọng tâm nhất là phải tạo ra hình ảnh ngành gỗ tại Việt Nam là phát triển bền vững dựa trên những yếu tố rất cơ bản, đó là cái gì? Sử dụng gỗ có chứng chỉ và sản phẩm giảm phát thải. Nhằm đáp ứng các tiêu chí xanh, hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã có những bước chuẩn bị khá kỹ càng. Như doanh nghiệp xuất khẩu này, từ nhiều năm trước đã đầu tư xây dựng chuỗi sản xuất gắn kết với vùng trồng nguyên liệu của người dân, đạt chứng chỉ quốc tế. Các cái thị trường yêu cầu xuất khẩu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thì từ 20 năm thì chúng tôi cũng đã hợp tác với các công ty lâm nghiệp, rồi là hợp tác liên kết với các chủ rừng là hộ gia đình để triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và tiến tới cấp chứng chỉ rừng. Trồng theo chứng chỉ thì nó có một cái khác, là ví dụ như là cái đầu tiên đấy, cơ bản nhất là cái thực bì ấy, mình xử lý thực bì thì không xử lý theo như kiểu truyền thống là người chưa đốt. Đấy, bây giờ mình chỉ là phát dọn sạch sẽ xong bắt đầu cua khố theo đúng quy cách xong bắt đầu là trồng. Đấy, nó có cái khác như thế. Song song với đơn vị cũng đầu tư cơ sở vật chất nhằm khai thác sử dụng các nguồn năng lượng sạch phục vụ cho sản xuất. Hiện tại nhà máy đang chuyển đổi dần cái công nghệ sang công nghệ xanh. Năng lượng tái tạo như hệ thống điện mặt trời áp mái, rồi sử dụng xe nâng điện, xe vận chuyển hàng hóa bằng thiết bị điện. Với mỗi sản phẩm gỗ đáp ứng tiêu chí xanh cũng như một tấm thẻ xanh để xuất khẩu vào các nước có xu hướng tiêu dùng xanh, việc này cũng góp phần nâng cao vị thế thương hiệu đồ gỗ của Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn nhưng các tiêu chí xuất khẩu lại được nâng lên, đặt ra rất nhiều thách thức cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ, đòi hỏi nỗ lực của từng doanh nghiệp và cả ngành. Cái việc chuyển đổi xanh thì không phải là đơn giản, bởi vì muốn chuyển đổi xanh thì đầu tiên phải chuyển đổi số. Do vậy là 2024-2025 thì Hiệp hội tỉnh Bình Dương sẽ cố gắng chọn một số nhà máy đã chuyển đổi số rồi thì xây dựng mô hình để chuyển đổi xanh. Bởi vì không chuyển đổi số thì không thể đo đếm được cái phát thải. Tại COP26 thì Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050, triển khai các cam kết quốc tế thì và đồng hành với các cái chiến lược về biến đổi khí hậu và về tăng trưởng xanh, thì Việt Nam đã ban hành các hệ thống pháp luật để nhằm tiến tới hình thành các thị trường carbon có thể trao đổi chuyển nhượng và trong nước và quốc tế. Xuất khẩu xanh đồng nghĩa với các sản phẩm phát thải carbon thấp. Đây là con đường đầy hứa hẹn cho các quốc gia mong muốn tách rời tăng trưởng kinh tế khỏi nạn suy thoái môi trường. Điều này phù hợp với định hướng của Việt Nam về thay đổi mô hình tăng trưởng từ sản xuất dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình tiêu dùng xanh, sống xanh và phát triển bền vững. Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết, giá cả thị trường Tết tại các địa phương trong những ngày trước, trong Tết có tăng giảm đan xen, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Thị trường cơ bản bình ổn, nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay. Theo đó, thị trường giá cả tại Hà Nội, thời điểm trước Tết, giá các hàng hóa thiết yếu cơ bản tăng theo quy luật do nhu cầu mua sắm tại thủ đô cao. Trong các ngày đầu năm, hoạt động mua sắm dần trở lại bình thường vào các ngày mùng 3, mùng 4, khi hầu hết các hệ thống siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại, sức mua tập trung chủ yếu là rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Tại các chợ đầu mối, giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm bắt đầu giảm giá với giá ngày thường. Tại Đà Nẵng, thị trường những ngày trước Tết, giá cả tuy có biến động tăng nhưng mức tăng không nhiều. Theo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, nguồn cung cấp mặt hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm trong nước vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người dân, nên giá cả dự kiến không có nhiều biến động.
Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo là hoạt động xã hội được ngành bảo hiểm xã hội duy trì từ nhiều năm nay. Với 5.700 thẻ bảo hiểm y tế và 55 sổ bảo hiểm xã hội được trao cho người nghèo, lao động thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp đầu năm mới 2024 là món quà quý cho người lao động, giúp ngày càng có nhiều người được tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế. Làm nghề đã nhiều năm nhưng vẫn không có được tấm thẻ bảo hiểm y tế lận lưng là tình cảnh chung của nhiều lái xe ôm công nghệ. Như tài xế xe ôm của quận 8 này, thu nhập chỉ đủ lo tiền nhà, tiền ăn hàng tháng cho gia đình 4-5 miệng ăn, nên chưa dành khoản nào để mua bảo hiểm y tế. Ngày trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, được nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Với anh, đó là món quà Tết quý giá, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính khi chẳng may đau ốm bệnh tật. Kinh tế bây giờ đang khó khăn, khi được nhận một cái thẻ bảo hiểm y tế này là giúp chúng tôi được vượt qua những cái trường hợp rất là ngặt nghèo luôn. Nói chung là nghề xe ôm công nghệ anh em chúng tôi là khá vất vả. Khi được trao thằng thẻ bảo hiểm y tế này là được anh em chúng tôi rất là vui. Hàng ngàn món quà Tết ý nghĩa là những thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, lao động thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tết này, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đoàn thể lì xì 5.700 thẻ bảo hiểm y tế và 56 sổ bảo hiểm xã hội. Nhiều món quà Tết không nhiều giá trị về vật chất, nhưng với người có hoàn cảnh khó khăn lại hết sức hữu ích, giúp bà con vơi bớt nỗi lo chi tiêu trong dịp Tết để đón Tết vui bên gia đình, người thân. Những cái người mà được tặng cái bảo hiểm y tế này, họ rất là mừng và rớt nước mắt luôn, vì họ không có thể nào mà mua được, gia đình của họ không thể nào mà mua được. Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dịp đầu năm mới của ngành bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp lan tỏa tình yêu thương với người dân chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có một cái Tết ấm no, an yên. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để cùng quan tâm, chăm lo, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ quà để người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn là sẽ nhận được cái sự chung tay hỗ trợ của nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để cuối năm 2024, đầu năm 2025 thì có thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chăm sóc để có một cái Tết 2025 thật là ấm áp, nghĩa tình. Quà Tết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giúp hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Tết Giáp Thìn. Qua chương trình trao tặng quà Tết bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, để những mùa xuân mới về sẽ lại có thêm hàng ngàn, hàng triệu niềm vui mới. Tre là loại cây quá độ quen thuộc và gắn bó mật thiết với đời sống người Việt từ hàng ngàn năm nay. Ngay từ thời dựng nước, hình ảnh cây tre đã xuất hiện trong huyền sử Việt Nam. Cây tre là một phần hồn cốt Việt Nam. Giữa cuộc sống hiện đại của kỷ nguyên số, thời kỳ hội nhập toàn cầu, cây tre và văn hóa cây tre vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy nhiều giá trị mới. Nhân dịp đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm Tết Xanh, nơi khu bảo tồn tre tự nhiên lớn nhất cũng như sớm nhất tại Việt Nam, đó là làng tre Phú An ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Những bạn nhỏ này đã có một ngày trải nghiệm đặc biệt tại làng tre Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn 35 km. Vừa được tìm hiểu về các loại tre, nhận biết hàng chục giống tre quý, lại được tham gia các trò chơi với những hàng tre phủ bóng mát rượi. Nhiều bạn rất ngạc nhiên, lần đầu được thấy tre nhiều đến hàng ngàn gốc. Đến khi được tận tay ngồi chặt, vót tre để làm bánh xe nguồn nước mới, càng thấy quá đỗi thú vị. Nếu mà những người thành phố mà không vô đây thì rất là tiếc, bởi vì trong đây là một khu du lịch sinh thái, tre mát và có một khu bảo tồn. Được thành lập từ năm 1999, làng tre Phú An là khu bảo tàng tre tự nhiên lớn nhất cũng như sớm nhất tại Việt Nam. Đây là công trình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Pháp.
Làng tre có khoảng 1.500 bụi tre thuộc hàng chục giống khác nhau, tạo nên hệ sinh thái tre xanh phong phú, đa dạng giống loài. Nơi đây vừa gợi nên khung cảnh miền quê yên ả, dung dị, vừa không kém vẻ thơ mộng, là điểm tham quan thích hợp cho người yêu thiên nhiên, nơi nghiên cứu và học tập của chuyên gia, sinh viên, học sinh. Cây tre có mặt hầu như khắp nước ta, từ miền núi, đồng bằng, duyên hải, cả Bắc Trung Nam. Nơi nào có đất, dù màu mỡ hay bạc màu, tre cũng sống được. Cây tre đã quá đổi thân thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống người Việt hàng ngàn năm nay. Từ xây dựng công trình, làm vũ khí chiến đấu, vật dụng sinh hoạt, đến làm món ăn, dược liệu. Cây tre đã đi vào lịch sử văn hóa Việt Nam. Cây tre đó là hình ảnh của nước Việt Nam và người Việt Nam. Thì cái công việc bảo vệ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên này là một cái công việc là hữu ích, không những cho thế hệ hiện tại mà cho thế hệ mai sau. Không xa hoa và rực rỡ, tre mộc mạc giản dị lạ thường. Đến với làng tre Phú An những ngày đầu năm mới, vừa đắm mình trong hương xuân thanh bình, vừa cảm nhận được giá trị của môi trường xanh, cuộc sống xanh. Nơi đây không những là tâm huyết của những người con say mê với thiên nhiên, mà còn là nơi giữ hồn cốt của nước Việt. Việt Nam có rất nhiều thương hiệu gốm nổi tiếng, nhưng chỉ có gốm Biên Hòa có lịch sử gần như đồng thời với lịch sử hình thành của một vùng đất. Đó là vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, vừa tròn 325 năm hình thành và phát triển. Chỉ một mình gốm Biên Hòa có thể kể một câu chuyện lịch sử, văn hóa của vùng đất Đồng Nai, xuyên suốt từ thời bờ cõi cho đến giai đoạn tiếp biến văn hóa phương Tây và cho đến hiện đại hóa ngày nay. Không có một cái thương hiệu gốm nào mà đi cùng với cái lịch sử văn hóa của cái địa phương bền chặt như là gốm Biên Hòa. Và thêm nữa thì không ở đâu, không ở một cái địa phương nào khác mà câu chuyện của gốm có thể kể cái câu chuyện của lịch sử văn hóa một vùng đất. Chẳng hạn như là cái thời mở cõi thì chúng ta thấy là những cái ngôi chùa đầu tiên của người Việt thì đều gắn với những cái công trình gốm. Ngày hôm nay thì cái công trình rất là nổi tiếng giống như một biểu tượng Biên Hòa là Văn Miếu Trấn Biên. Dù là rất là hiện đại thì những cái trang trí gốm nó vẫn rất truyền thống. Vậy tức là cái câu chuyện của gốm có thể kể cái câu chuyện của một vùng đất văn hiến và hào khí Đồng Nai. Gốm Biên Hòa có truyền thống lịch sử hơn 300 năm, lâu đời như lịch sử của chính thành phố Biên Hòa. Di sản gốm sứ Biên Hòa không chỉ bao gồm những di sản vật thể, mà còn là những di sản phi vật thể vô cùng phong phú. Nghệ nhân gốm, những người giữ lửa cho gốm Biên Hòa, tuổi đang ngày càng cao. Năm 80 thì năm 23 là 43 năm rồi, tôi rất yêu thích. Nhưng mà tôi cũng ước ao là nếu ai là người thích gốm thì có thể vô, thì tôi có thể đào tạo, tôi có thể là chỉ dẫn để thành một người thợ, để một mai nó không mất đi. Hết đặc trưng của gốm Biên Hòa chính là ở trang trí hoa văn dày đặc, bao quanh sản phẩm bằng phương pháp vẽ chìm hoặc lấy nét chìm kết hợp với rộ thủng để tạo hoa văn, sau đó tô men. Một sản phẩm gốm sau khi đã tạo thành hình sẽ được các họa sĩ phát họa hoa văn như thế này. Tranh gốm hả con? Nó rất là nhiều thứ. Như hoa văn thì nào là bốn mùa, nào là hình người thì nó nhiều đa dạng lắm. Nào là chợ quê nè, nào là bình ba miền, rồi hai bà trưng, gốm phải có đam mê. Khi mà đam mê rồi á thì không nghĩ tới cái tiền bạc nữa. Thì mình sẽ chú tâm vào cái gốm làm sao cho nó đẹp. Cho đến nay, gốm Biên Hòa là thương hiệu gốm Việt duy nhất được định danh trên trường quốc tế với chất liệu men đặc trưng, men xanh đồng trổ bông. Cái giỏi của những người thợ chấm men là họ biết xen kẽ, chấm xen kẽ như cái màu nó không gần nhau, nó cứ xa có màu, khi nung ra nó có sản phẩm nhìn đầy màu sắc. Đấy, đó là phải có đạt những cái tiêu chuẩn rất cao và kỹ thuật rất kỹ, chúng ta mới làm được. Theo dòng lịch sử, gốm Biên Hòa được cho là kết quả tích hợp giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây. Đặc biệt, bị ảnh hưởng của gốm Ly Mô, kể cả văn hóa dân gian và văn hóa Tinh Hoa đã làm nên một thương hiệu gốm. Mà hơn thế nữa là câu chuyện về hòa khí vùng đất Biên Hòa Đồng Nai qua lời kể của gốm.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an và hạnh phúc. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.